người niệm Phật bắt tay làm như thế nào? A Di Đà Phật. Gặp phải người không ưa thích, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, thì cái không ưa thích đó liền biến mất. Gặp phải người này sanh tâm ưa thích, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, cũng đem tâm niệm bình đẳng, niệm thanh tịnh rồi. Phương pháp niệm Phật hay, bạn phải biết dùng. Biết dùng chính là biết dùng công. Không phải nói một ngày niệm mấy vạn tiếng mà nhìn thấy người này vẫn chán ghét, nhìn thấy cái sự việc kia rất ưa thích, thế thì có tác dụng gì chứ? Cái đó không có tác dụng rồi. Cho nên phải biết dùng câu. Ngay chỗ khởi tâm động niệm, một câu A-di-đà Phật đè nó xuống, khôi phục về thanh tịnh. Đây là biết dùng công. Trích từ Kinh Kim Cang Giảng Ký, tập Ly Tham Cầu Tâm. Tham cầu là phiền não căn bản của tất cả chúng sinh, là nghiêm trọng nhất ở trong tam độc. Tham không được mới sân hận. Nếu tất cả đều có thể tham được thì họ sao có thể sân hận chứ? Cho nên xét cho cùng chính là một chữ tham này. Phật dạy Bồ Tát điều đầu tiên là bố thí. Bố thí độ tham lam. Bố thí có thể xả thì có thể đem gốc của phiền não đoạn sạch. Cái gốc này không thể đoạn sạch thì vĩnh viễn không thể vào cửa Phật. Đạo lý và sự thật này chúng ta đều phải hiểu rõ. Nếu chúng ta muốn khế nhập cảnh giới của Phật Đà thì tham lam không thể không xả. Phạm vi của tham lam vô cùng rộng. Học Phật rồi, pháp thế gian xả hết rồi, nhưng lại tham Phật Pháp. Vậy thì tâm tham chưa có xả được, chỉ đổi đối tượng mà thôi. Như vậy có thể vào cửa Phật hay không? Vẫn không thể vào cửa Phật. Phật dạy chúng ta xả tâm tham lam, không phải dạy chúng ta đổi đối tượng tham. Ham muốn Phật Pháp, quả báo vẫn là phước báo, là phước báo ngũ lậu trong tam giới. Lậu là gì vậy? Phiền não là lậu. Phiền não bạn không đoạn là hữu lậu. Phật Pháp là thiện pháp, cho nên bạn được phước, có thể thành tựu phước đức của bạn, chứ không liên quan gì đến công đức. Công đức là xả tham sân si. Xả tham sân si thì tất cả thiện pháp mà bạn tu là công đức chân thật. Chúng ta quan sát tỉ mỉ người khác, xoay trở lại thử nghĩ bản thân mình. Tự mình nhìn tật xấu của mình thì rất khó phát hiện. Dù cho có phát hiện cũng không thể quan sát tỉ mỉ, chỉ sơ sài qua loa. Quán chiếu tỉ mỉ thì không dễ dàng làm được. Người biết tu hành không có gì khác là họ nhìn thấy người khác có thể lập tức liền phản tỉnh lại chính mình. Loại người này tiến bộ rất nhanh, thành tựu cũng lớn. Người ngu si chỉ nhìn thấy tật xấu của người khác, không biết tật xấu của mình, cho nên vĩnh viễn không ra khỏi lục đạo luân hồi. Người ngu si thì khởi tâm động niệm đem lợi ích của mình đặt lên hàng đầu, lợi ích của người khác thì đặt ở thứ hai, thứ ba, thứ tư. Người giác ngộ thì đem lợi ích của người khác đặt lên hàng đầu, hoàn toàn không nghĩ đến lợi ích của mình. Đây là Bồ Tát. Người này mới có thể vào được cửa Phật. Phạm vi của tham cầu thật là quá rộng. Nói tóm lại, khởi tâm động niệm có gì bản thân thì trong đây liền có tham cầu. Cho nên tham cầu đã hàm chứa tất cả ác nghiệp. Nó là gốc rễ của tất cả ác nghiệp. Căn nguyên là ở chỗ này. Đầu tiên Phật dạy chúng ta xa lìa tâm tham. Không có tâm tham cầu mà hành bố thí. Đây là chư Phật Bồ Tát làm. Một mảy may tâm tham cầu cũng không có. Niệm niệm vì chúng sanh, nhất định không phải vì mình. Nếu có một mảy may tâm tham cầu thì nhất định không sanh trí huệ. Phiền não đoạn sạch thì mới sanh trí huệ được. Có tâm tham cầu thì dù có học nhiều đi nữa, nhà Phật nói là thế trí biện thông, người này không sanh trí huệ được. Trí huệ là từ trong tâm thanh tịnh sanh ra. Ở trong tâm thanh tịnh hoàn toàn không có tham sân si mạn. Chúng ta cầu trí huệ thì phải biết, nếu chúng ta không xả thì tâm thanh tịnh nhất định không có được. Không có tâm thanh tịnh thì bạn không có tâm bình đẳng, không có tâm từ bi. Nhà Phật nói những danh từ này, danh từ nghe hay, bạn có thể luôn tụng ở cửa miệng, nhưng cảnh giới của bạn nhất định là cảnh giới của phàm phu.